Xem là dòng xe được biết đến với khả năng chịu đựng cực tốt, có thể vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết và địa hình. Và ngay trong buổi tối ngày hôm nay, xe Minsk đã tái xuất một cách rất đặc biệt ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, có lẽ lúc này là quý vị cũng thấy là vì anh đang có mặt tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 và đang đứng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay thì vì anh cũng đã có dịp được nhìn thấy một chuyến đi dạo quanh trung tâm thành phố bằng dòng xe Minsk. Và thưa quý vị, lúc này đây, xin giới thiệu đến quý vị, đó chính là bà Elena, hiện đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Liên hiệp Nhà báo Belarus, và cô cũng nằm trong thành viên của đoàn đại biểu Belarus để đến với thành phố Hồ Chí Minh để tham dự những ngày triển lãm Minsk, thành phố Minsk, trong khuôn khổ diễn đàn lần thứ hai đối thoại hữu nghị và trong diễn đàn kinh tế Hồ Chí Minh từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Xin chào cô, vậy thì vừa rồi cô vừa mới tham gia đi dạo phố phường ở thành phố Hồ Chí Minh bằng chiếc xe Minsk mà xuất xứ từ Belarus, thì cảm nhận của cô như thế nào? Vâng, có thể nói là vô cùng thú vị, và tôi đã được ngồi trên chiếc xe Minsk được xuất xứ ở ngay tại Belarus, và bây giờ được đi nó ở tại ngay được ở ban ngày và ban đêm ở tại nơi đây đều rất là đẹp. Nhưng mà thời tiết đọc Minsk như thế nào? Minsk, thủ đô của Belarus. Ồ, tôi yêu Minsk. Vâng, tôi cũng rất yêu Minsk.